Công an tỉnh Hòa Bình hiện đang làm rõ lời khai của Lý Đình Vũ, 37 tuổi, trú tại xóm Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, liên quan tình tiết Vũ khai được người thiếu phụ tên Trang thuê đi đổ dầu thải. Ghi nhận của báo Công an Nhân dân cho hay, người tên Trang đòi hỏi Vũ đến công ty gạch, vốn xứ Thanh Hà, thị xóm Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lấy chất thải, rồi đem đến chỗ nào vắng tanh người thì đổ. Còn theo báo Tuổi Trẻ, Vũ khai được thuê làm việc trên với giá 7 triệu đồng. Người thân của Lý Đình Vũ chia sẻ trên báo Tiền Phong, nơi Vũ sống có nghề làm dây cao su, Vũ mua xe tải loại 8 tấn để chở các mặt hàng liên quan, chưa ai từng thấy Vũ chở chất thải. Cũng theo Tiền Phong, sau khi được tiếp xúc với Vũ ở cơ quan công an, chị Cờ Tê Thiếp Vũ nói, anh ấy nói đây là lần trước tiên đổ trộm chất thải và được thuê với tiền công 7 triệu đồng. Tôi hỏi lại, vì 7 triệu đồng mà tấn công đổi cả cuộc đời liệu có đáng không? Thậm chí 7 triệu đó còn phải trả lương cho nhân viên, xăng xe. Người thê thiếp này cho hay, chồng mình nói từng có dự định thuê khu đất trống gần nhà máy nước Tinh Khiết để làm lò gạt nên biết khu vực đó vắng tanh rẻ, xa khu dân cư nhưng không ngờ nơi đổ chất thải lại có con suối ở dưới. Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vốn xứ Thanh Hà, nói trên báo Người đưa tin, ông có một người con gái tên Trang đang làm ở phòng vật tư của công ty, song khẳng định không hướng dẫn ai thuê người đi đổ dầu thải. Ông nói chỉ thuê công ty môi trường xanh để xử lý dầu thải. Về việc Trang có thuê hay không thuê thì hãy chờ cơ quan điều tra làm rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi là chủ tịch công ty không ký bất kỳ một hợp đồng xử lý dầu thải nào ngoài công ty môi trường xanh. Quan điểm của tôi sẽ hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc, báo Người đưa tin dẫn lời ông Truyền. Ông Truyền nói dầu thải mà các đối tượng đổ trộm vào nước Tinh Khiết sông Đà là của công ty mình, đồng thời khẳng định không có mối quan hệ nào với các đối tượng đổ trộm dầu thải. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã gọi điện cho bộ phận kho thì được xác nhận đúng là có vụ việc như vậy. Bộ phận kho của công ty đã lén lút đem cho hoạt bán 10 thùng chứa khoảng 10 mét khối cho nhóm Nguyễn Trưng Đại và Hoàng Văn Thám. Hiện, phía công ty đã đòi hỏi trưởng bộ phận kho làm báo cáo về vụ việc và sẽ có cách thức kỷ luật. Sai đến đâu chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến đó, ông Truyền nói trên Người đưa tin. Luật sư Phạm Văn Hướng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nhận định khi đàm phán với báo Đất Việt, lời khai của Lý Đình Vũ có điểm chưa hợp lý. Ông nói, đầu tiên là quãng đường di chuyển của xe cho thấy có một sự bất thường. Nếu chỉ đơn thuần là vận chuyển dầu thải đi đổ giúp thì các đối tượng hoàn toàn có thể di chuyển từ Phú Thọ đến huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình luôn để đổ chứ không đưa về tận Hưng Yên, đợi hai ngày sau mới thực hiện. Thứ hai, một người ở Phú Thọ lại thuê đơn vị vận tải ở tận Bắc Ninh để thực hiện đổ dầu thải ra môi trường. Người thiếu phụ tên Trang hoàn toàn có thể thuê đơn vị vận chuyển ở gần nhà máy gạt thực hiện điều này. Bởi tiêu phí thuê đơn vị vận tải gần nhà máy chắc chắn sẽ ít tốn thường hơn một đơn vị ở xa. Cũng theo nhận định của luật sư Hướng, nếu giữa Vũ và người tên Trang đơn thuần chỉ là hợp đồng nhận vận chuyển và đổ dầu thải thì Vũ hoàn toàn có thể đem dầu thải đi bán hoặc đổ dầu thải ở bất cứ khu vực nào khác bình yên hơn, chứ không phải đi một quãng đường dòng dèo để thực hiện hành vi này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tổng hợp,